Chú anh chị các bạn ơi, hôm nay em lên bộ mẹ con xin được kem chú anh chị à, thức kem gửi hình ảnh chi tiết về bộ mẹ con này. Xin cô chú anh chị mình đăng ký kênh, bình luận và like cho em để em có động lực ra nhiều video hay hơn nữa về kênh mua bán bò trên kênh chăn nuôi Bến Tre nha. Rồi em giờ em gửi hình ảnh chi tiết giá cả và chiều cao của bộ mẹ con này em chú anh chị. Rồi đây là bộ mẹ con của chú anh chị. Con này chiều cao là 1m24 bò, dạo thùng là to liền bò, nó 24 bò nhưng mà nó lùn dạo, có dạo thùng to, dạo yếm đầy đủ, sái tích nghiêm chỉnh, chân không bị xuống lún xuống ấp xe xuống được gì hết. Đây sái trắng nè, con này là đàn ôm lứa thứ năm chú anh chị, nó con kem là lứa thứ năm rồi đó, con được kem á đó. Được kem này mới có 2 tháng mấy, gần 2 tháng rưỡi nè, sái lưng nè chú anh chị, sái lưng của bò này nghiêm chỉnh nha. Đó, lông nhuyễn bóng rồi không. Thì bộ mẹ con này chủ nhà nó là giá là 36 năm chú anh chị. Đó, ai quan tâm liên hệ số điện thoại trên màn hình, thấy ưng ý liên hệ cho em ngay. Đây được kem mà Pháp nè, gì đẹp ghê không, con mà mẹ cũng mát sữa giữ trời lắm nè, bầu vú thắt thân luôn. Kem này sái độ nghiêm chỉnh hết nha, được kem nè, sái trán sái lưng nghiêm chỉnh, chân không có bú ốp xe gì hết. Nếu thấy chương trình của em hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Đây, trong lưng thì ra bụng nè, thì đối với con bò mà lứa nhiều như vậy nè, con này thì mới có 5 lứa còn giữ con còn đẻ tốt hơn chú anh chị, bồi loại bò sinh nó đẻ bền lắm, đẻ tới mười mấy lứa lận đó, chân cẳng cầm đứng thẳng luôn nè con mẹ nè. Giá cực kỳ yêu thương cho chú anh chị luôn, 36.500.000 đó, dạo đúng đúng chuyện luôn nha. Bây giờ dạo đúng không, mẹ mát sữa cực kỳ, mẹ đánh đang ham con nè chú anh chị, nó chân cẳng nè to sườn nha. Bò này vừa bò lùng liền chứ không có cao bò nha chú anh chị, giá cũng yêu thương. Đây đầu vú nè, thác thăng bầu vú không, thấy biết mắc sữa rồi. Thì kênh của em nhằm cho cô chú anh chị mình xả stress, giải trí những thời gian rảnh rỗi, lên YouTube đánh những con bò đẹp, bò giống, bò nền, bò độ, đó cho cô chú anh chị mình thỏa thích lựa chọn, ưng ý thì mình mua về mình làm giống, làm bò nền phát triển kinh tế luôn. Đây mẹ rất đẹp bò nghe chú anh chị, dai rồi dai có nè, đít có, nó đang ôm con thì nó vậy thôi. Bò này à, mẹ là đang lên giống nè cô chú anh chị, mình về là lên giống ngay luôn, cái đồng nó hơi gầy gầy vậy là lên giống mà dễ lắm, lên một phát màu là dính liền. Chủ nhà nó đang lên giống, chuẩn bị lên giống đó, chưa kịp kêu cái mà thì mình chủ nhà kêu la đi để kẹt tiền bán xây sở gia đình ha. Cậy đu nè, cậy đu tròn nha, có sông đưng ngang nè, bự ghê không, con kem nhỏ nè ú nụ ú nút mà lực ghê chứ. Đít nè, kem nhỏ ghê, kem nhỏ mới có 2 tháng mấy nè, gần 2 tháng rưỡi rồi mà thấy ghê hợm không. Đây là hình ảnh chân thật chi tiết nghe chú anh chị, em gửi hình ảnh chân thật chi tiết luôn nè, dạo lúng nè, em không có lừa phóng to phóng nhỏ, hình ảnh không có lừa gạt gì cô chú anh chị nghe, xem đây mua trực tiếp lên đây luôn, khỏi phải đi thời gian tốn chi phí đi lại coi bò. Đó, ngò mẹ hay màu đỏ mặt nè,
một con mà kem pháp hết lần luôn chú anh chị. Nhanh tay gọi cho em ngay nha, giá này giờ không còn giá nào nữa em mềm nữa nha, bởi vì con mẹ này có 4-5 lứa rồi nên giá này là cực kỳ yêu thương luôn. Chứ con mẹ em còn tơ 1-2 lứa là giá này là không có giá này đâu cô chú anh chị. Con nhỏ này giờ mình về mình nuôi 3 tháng nữa là mình bán cũng có giá là 2 mấy triệu rồi, lời đúng không? Con mẹ này mà đi theo B cũng có 1.2B đó. Thấy là lời lúc không? Con mẹ còn đẻ, còn đẻ nhiều mà mấy năm lứa còn đẻ thêm cả 7-8 lứa nữa còn được dư sức. Bò em là bao rồi, bao ấy hết nha. Bò hoàn thiện hết nha chú anh chị. Bao cho cô anh chị luôn, lòi thì em xin nhận lại. Đó. Chủ nhà cam kết là bao rồi luôn. Bao rồi bao xạ. Thấy xin gu ghê không, tướng lực lực không. Em đi quay xa nè, lấy hết cái khung ảnh nè, đó kem pháp nè, trong lưng đôi luôn, cái dai lực ghê chứ. Một lần nữa em xin nhắc lại là nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất từ kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Kênh em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối. Đây đó, kem pháp mẹ nè, con đực kem pháp nhỏ nhỏ nè, ghê hồng không, giá rất là yêu thương em cô anh chị, 36 năm đó. Thì cho cô chú anh chị mình gần xa quan tâm thì liên hệ cho em ngay, em không để thiệt thòi đâu. Thì gọi cho em ngay để mình sở hữu đôi bò này, bò mẹ con này. Thấy con hay kem à, hai thằng máy hay lực ghê hơn của chú anh chị. Đít có là dai, có lực xong cái khung dai nó to nghe. Mẹ nè. Thì giờ em muốn xin kết thúc video tại đây, mong cô chú anh chị mình yêu quý em, đăng ký kênh cho em, ủng hộ em nha. Thì bò đẹp thì giá nó hơi cao một chút, tùy theo giá, tùy theo loại bò nghe chú anh chị, mình không có phân, không có nói được nó. Cho nên em la những, có khi em la những bò giá hơi cao, chủ nhà đòi hơi gắt đó. Thì ai quan tâm thì liên hệ em, còn tả giá nữa nghe, chứ không phải là em la giá đó là còn giá đó nghe chú anh chị.